Sau những ồn ào xoay quanh bài đăng Mặt trái từ thiện, mới đây nữ ca sĩ Phương Thanh đã có tâm thư gửi người dân Quảng Ngãi. Giọng ca trong vắng cho biết trong cuộc họp vào hôm 12 tháng 11 năm 2020 với các cơ quan chức năng Quảng Ngãi, cô đã được nói lên tất cả tâm sự của mình với bài viết đăng trên fanpage hôm 29 tháng 10 năm 2020. Cụ thể, Phương Thanh cho biết, tôi đã khẳng định trước các ban ngành về ý chính trong status của tôi, muốn nói đó là phản ánh thực trạng về chuyện từ thiện, về một vài cá nhân tiêu cực, mong muốn đưa ra phương án tốt nhất cho người thực sự khó khăn cần nhận hỗ trợ. Trong thâm tâm tôi, không và chưa bao giờ cố tình làm mất đi tình cảm người dân Quảng Ngãi, như các trang mạng giật tít, Phương Thanh tố cáo người dân Quảng Ngãi tham lam, gây hiểu lầm với người dân. Do bị hiểu lầm nên tôi phải là người chịu trách nhiệm xin lỗi và gửi lời xin lỗi đầu tiên tới người dân Quảng Ngãi. Mong người dân Quảng Ngãi bỏ qua và thông cảm cho sự sơ suất của Phương Thanh. Nữ ca sĩ cũng cho biết điều duy nhất mà cô bị vướng mắc là có đề cập đến địa danh Quảng Ngãi trên status mà không ghi cụ thể địa điểm rõ ràng, gây ra hiểu nhầm. Theo lý giải của chị Tranh, sau khi hoàn thành các chương trình với các đoàn cứu trợ ở miền Trung, cô đã tách đoàn đi cùng một vài cá nhân. Ban đầu, nữ ca sĩ muốn đến một ngôi làng nhỏ trên núi, dự định là làng Hanrin, thôn Mang Hè, làm thiện nguyện và tranh thủ quay MV. Tuy nhiên, do tình hình bão lũ đi lại khó khăn nên ekip đã ngăn cản việc cô lên núi như dự định ban đầu. Nữ ca sĩ thừa nhận sự thật cô chưa đến được làng Hanrin và từ đây nảy sinh hiểu lầm Phương Thanh không đến Quảng Ngãi. Nữ ca sĩ viết, tôi xin thừa nhận thiếu sót về vị trí đã làm cho sự việc của tôi lộn xộn. Một số trang mạng dùng status của tôi đẩy quan điểm lên, làm ảnh hưởng tới tinh thần và tình cảm giữa tôi với người dân Quảng Ngãi. Cuối bài đăng, Phương Thanh cho biết, sau khi viết tường trình, cô đã gỡ status trên fanpage như đã hứa với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng mong pháp luật, cơ quan an ninh mạng có biện pháp với những cá nhân, những trang mạng giật tít gây kích động, gây chia rẽ.